Just like many people who follow Trang Tâm, they know that I still exist, and I'm still teaching others, and I'm still giving initiation through my Quan Yin messengers or myself. But they run to Trang Tâm instead, just because they don't even have to be vegan or vegetarian at all. So many of them now know Trang Tâm is really a demon, so they turn to me, but it's too late also. Some are too late. And some are still not vegan even after following Trang Tâm for a long time already. They still are not vegan. So now, even if they turn to me, they still need to wait for the purification time. Being vegan for time to purify themselves, at least 3 months. Otherwise, whatever I give them, it will be poison. It's just like the way Trang Tâm did. He couldn't care less about compassion, or the animal people, or the planet, about anything. So it just anybody can come in so that he can have a big crowd and a lot of offerings and be selling a lot of things, useless things to make money. Tôi từng là tín đồ của Trang Tâm. Tôi trực tiếp tham dự các công việc nội bộ như tiền, sinh hoạt, ăn uống, mua sắm. Tôi biết hết tất cả tính tình và nếp sống sinh hoạt của hắn. Càng lúc, tôi nhận thấy nhiều việc làm không đúng đắn như lấy tiền của thiền sinh. Thậm chí, có cả những thiền sinh phải bán nhà cửa để cúng dường vì sợ hắn tù éo. Có những thiền sinh nam bỏ ra ngồi và tố cáo ngược lại vì bị hắn quấy rối tình dục trong thời gian tham gia đoàn thớ. Rất nhiều người bị như vậy. Hắn còn viết thư đe dọa và trù yếu cả gia đình sẽ bị bệnh hoặc chết nếu không quay lại với hắn. Những cánh tay đắc lực tự xưng là hộ pháp và xuất gia của hắn tự do vơ vét thu tiền của thiền sinh cho hắn và thậm chí bỏ vào túi riêng. Trong những dịp bơ quan, đồ ăn bị bán với giá mắc tiền, thậm chí gấp 20 lần so với thực tế vì hắn báo có lực lượng gia trì. Như một trái sabichur, hắn tự trồng với giá 100 đô, một cái bánh xèo 500 ngàn, một đĩa cơm 1 triệu đồng và còn rất nhiều những việc khác tương tự.